Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với bản tin chứng khoán 5 phút ngày 20 tháng 11 năm 2023 cùng với GITP trên kênh ITP Club Channel. Và hôm nay là ngày 20 tháng 11, thì nhân ngày Nhà giáo Việt Nam thì GITP xin gửi đến thầy cô những lời cảm ơn chân thành nhất vì đã chia sẻ những cái chân trời kiến thức cùng và cũng chúc quý thầy cô đang là các cái nhà đầu tư, các quý thầy cô đang xem video này thì luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và muốn mang đến cho các học trò nhiều bài học hay và bổ ích. Và GITV cũng hiện tại cũng đang ở Vinh để làm các cái video này chia sẻ các bạn. Cũng là một cái ngày khá đặc biệt, và các bạn có thể thấy trong 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 những ngày cuối tuần vừa qua thì chúng ta đã thấy được cái sau ngày công bố kết quả điều tra về ngân hàng SCB và Vạn Thịnh Phát cũng đã có những kết luận, thì liệu rằng VN-Index sẽ có điều chỉnh về những cái vùng nào, 1076 hay 1084? Chúng ta hãy cùng nhau phân tích về mặt thị trường tổng quan và các cái thông tin của thị trường cùng với các bạn trong sáng nay. Và trước khi bắt đầu thì hy vọng rằng GITV sẽ nhận được những lượt like, những lượt chia sẻ và những lượt đăng ký kênh trên kênh ITV Club Channel. Và đây là một cái bản tin chứng khoán 5 phút thường lệ vào mỗi buổi sáng. Hy vọng là sẽ nhận được các cái cổ phiếu, các cái comment, các cái bình luận của các bạn, để biết được là các bạn hãy cho mình một cái comment số 4 số 1 để biết được âm thanh hình ảnh đang nghe rõ chưa. Và liệu rằng thì trong ngày sáng ngày hôm nay thì các bạn có quá lo lắng về sự kiện ngân hàng SCB và Vạn Thịnh Phát sau với những thông tin vừa qua hay không? Chúng ta sẽ đi qua một chút về các cái thông tin các bạn nhé. Trong trong ngày hôm qua thì các bạn có thể thấy được là khá nhiều cái thông tin liên quan đến bà Trương Thị Mỹ Lan, đúng không ạ? Các bạn có thể lên trên Google để kiểm tra, để xem thông tin các bạn. Thì các bạn có thể thấy là với những cái việc của sự kiện của chúng ta, thì chúng ta sẽ tìm lại những cái cơ hội, những cái kết luận của tên bảng người lao động các bạn nhé. Thì các bạn có thể thấy được là với những cái thông tin giống như các bạn có thể thấy là bị can Trương Mỹ Lan và chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo các đồng phạm hợp thức hóa hồ sơ để chiếm đoạt SCB hơn 304.000 096 tỷ đồng phục vụ cho mục đích cá nhân. Thì đây là một cái hình thức mà các bạn có thể thấy là sau khi mà làm chủ được cái ngân hàng SCB, thì các bạn có thể thấy là những cái cuộc vay và trái phiếu huy động tiền thì các bạn sẽ thấy là phục vụ cho mua bất động sản khá nhiều. Và các bạn có thể thấy đến với, những cái tài sản liên quan đến đến cái công ty cái bà Trương Thị Mỹ Lan, thì các bạn có thể thấy được là có rất nhiều. Tuy nhiên các bạn sẽ đọc được rất nhiều cái thông tin. Tuy nhiên với dưới ITP thì các bạn sẽ thấy được là rất nhiều cái tài sản mà có thể là chúng ta chưa được công bố cập nhật chính xác. Tuy nhiên các bạn có thể thấy được là bên cạnh đó thì trong các cái hồ sơ thì các bạn có thể thấy được là cũng đã thu hồi được về khá nhiều. Tuy nhiên là trước đó thì có nhiều cái thông tin, nhưng mà tuy nhiên các bạn có thể thấy được là khi mà các cái thông tin được đưa ra thì chúng ta sẽ thấy là ngân hàng nhà nước cũng đã có cử các cái đại diện của các cái ngân hàng lớn, một trong bốn ngân hàng lớn đã tham gia và cũng đã khẳng định được rằng là các cái thanh khoản cũng không luôn luôn được duy trì, cũng giống như các khoản tiền gửi của các cái người dân tại SCB cũng sẽ được duy trì. Bởi theo một số cái thông tin mà GITB được biết thì cũng cũng đã có một cái hình thức nào đó đã cũng đã bơm tiền trở lại để tạo ra cái thanh khoản, bởi vì sau khi mà bị bắt thì gần như thanh khoản sẽ bị tụt các bạn, và gần như không thanh khoản được, thì bây giờ cũng đã quay trở lại bơm dòng tiền ở đâu đó hơn 400.000 tỷ rồi. Thế nên và cũng đã có những cái bất động sản thu hồi lại.
Và các bạn biết được là nếu mà chúng ta thấy là những cái sự kiện như của Vạn Phát mà bắt đầu từ năm 2017 ấy, huy động tiền ấy, thì các bạn có thể thấy được là nếu từ năm 2027 cho đến năm 2023 ấy, thì các bạn thấy là giá trị của bất động sản nó cũng đã tăng lên rất là nhiều rồi, cho nên nó phụ thuộc vào cái việc định giá. Cho nên là vào những thời điểm này thì cái việc định giá thì các bạn có thể thấy là bất động sản toàn những vị trí đắc địa trên trục đường Nguyễn Huệ, rồi những cái vị trí mà các bạn có thể thấy được là các cái dòng tiền đó thì cũng đổ vào các cái vị trí bất động sản thôi. Và tất cả những cái vị trí đó thì các bạn có thể thấy là hiện tại mà không có dòng tiền thì cái giá trị của khu đất vàng đó nó cũng cũng có cái giá trị riêng của nó, đúng không ạ? Chúng ta không thể định giá khi mà không có chủ đất được. Đấy. Và bây giờ tôi có những cái góc nhìn thì các bạn có thể toàn vị trí đắc địa thôi, và các bạn sẽ thấy được là rồi cũng sẽ có một cái niềm vui, đó là những cái nhà đầu tư khác cũng sẽ phải quay trở lại đấu giá, tại vì sung công quỹ các bạn họ sẽ phải đền bù thiệt hại rồi là quay trở lại đấu giá cho những cái nhà đầu tư khác. Tuy nhiên cái dòng tiền có thể thu lại một phần ở trong nước, thì đó là những cái cơ hội của chúng ta các bạn nhé. Cho nên chúng ta cũng không phải quá trình chúng ta phải quá lo lắng về cái sự kiện của SCB và Vạn Thịnh Phát. Thật ra thì đây là một cái kết quả nó đã xảy ra bắt đầu từ cái mùng 8 tháng 10 năm 2023 22 rồi các bạn. Và lúc đó thì VN-Index cũng đã đổ đèo về cái vùng gọi là 1873 rồi. Thì chúng ta đã thấy được là một cái công cuộc chúng ta đã thị trường giảm thì đã giảm rồi. Còn bây giờ thì mọi người xem video này thì không cần phải quá hoang mang về mặt thị trường. Và cái thị trường thì GITV sẽ cùng với các bạn xem lại là diễn biến thị trường ở trên thế giới, thì chúng ta cũng không có gì nổi bật. Ở đó là cái chỉ số DXY thì cái tỷ giá của đồng đô la, sức mạnh của đồng đô la index ấy, thì nó cũng đã giảm về 108 103.8 rồi. Đúng không ạ? Trước đó thì GITV còn chia sẻ với các bạn giao găm trong Ichimoku Thịnh Phát trên DXY là 103.46. Giá dầu thì có chút phục hồi quay trở lại các bạn, thì nó đang nằm phục hồi về vùng khách sạn Ichimoku Thịnh Phát mà GITV đã chia sẻ với các bạn là 75.97 cho đến 79. Các bạn ở mình ở Vĩnh vẫn hơi lạnh lạnh các bạn. Còn Dow Jones thì vẫn đang có 6 cái vượt 35.855 thì cũng đang có những cái sự rung lắc. Và các bạn có thể thấy là hai kiếm cũng đang tách khá xa nhau, cho nên là cần phải có một cái cú retest quay trở lại rất là bình thường các bạn nhé. Tuy nhiên nó có thể test lại những cái vùng là 34.800. Chúng ta xem qua những cái bản tin có gì mới không ạ các bạn. Thế còn bản tin về Vạn Thịnh Phát thì các bạn có thể thấy là đấy, những cái thông tin cuối tuần xấu liên quan đến cổ phiếu Vin, cổ phiếu Vạn Thịnh Phát có làm cho thị trường lao dốc hay không, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái mọi người lo lắng ấy, thì thật ra thì sẽ có là cái dòng tiền có bị mất hay không. Nhưng mà hiện tại thì các bạn có thể thấy được là với những cái vụ mà chiếm đoạt 304.096 tỷ, có thể đấy là những con số đang được công bố các bạn. Tuy nhiên rằng là có những ngân hàng nhà nước cũng đã tham gia vào và đã tham gia vào và đã xử lý các cái thông tin này. Và các bạn có thể thấy là khi mà thị trường mà giảm điểm như vậy thì sẽ có một số nhà đầu tư đấy. Thật sự thì các bạn có thể thấy là trong cái phiên giao dịch của buổi sáng ngày thứ sáu ấy, thì nó vẫn đang có những cái đà tăng lên đến cái vùng 1129.84 khá sung. Thì trước đó thì GITV cũng đã chia sẻ với các bạn là gì, cái chỉ số PCE Index nó đang là hưng phấn quá cao,
và nó kéo theo cái gọi là một cái lực một sự hứng phấn của các nhà đầu tư đang tham gia rất là hào hứng để tham gia. Và các nhà đầu tư thì thường thường chỉ mua ở giá xanh. Tuy nhiên rằng là vào những thời điểm mà các bạn có thể thấy là những nhà đầu tư mà biết trước được sau khi mà thấy thị trường hứng phấn lên kéo lên thì một số cái nhà đầu tư mà biết trước những cái thông tin được công bố vào ngày cuối tuần thì cũng đã bán ra một lượng cổ phiếu khá lớn, và các bạn có thể thấy thanh khoản là lên đến 24.300. Tuy nhiên là các bạn có thể thấy là với khi mà dự án ITP sử dụng đồ thị Ichimoku Thịnh Pháp thì ITP vẫn chia sẻ các bạn là cái vùng phía trên đó là kháng cự ở quanh cái vùng 1137 1138, đây là những cái vùng kháng cự khá mạnh, cho nên là nó sẽ có gặp những phản ứng và gặp những áp lực chốt lời. Và mặt khác thì phía dưới của Ichimoku Thịnh Pháp thì đang có cái vùng khách sạn hút giá về cái vùng là 1076-1104. Thì hiện tại thì các bạn có thể thấy là cái vùng mà chúng ta đang thấy rõ ràng là nó đã bắt đầu đi xuống và bắt đầu phá vỡ cái đường Tenkan ở khung daily ở 1104 rồi. Thì khá nhiều nhà đầu tư cũng đã bắt đầu mua cổ phiếu ở những lúc mà thị trường nó giảm mạnh, và các bạn có thể thấy là một số một cái lực mua khá lớn nó thể hiện trong cái khung ngắn hạn. Thì các bạn có thể thấy được là chúng ta có thể thấy là vào những lúc cuối phiên thì có cái dấu hiệu rút chân từ 1096 cho đến 1101 đấy. Thì các bạn có thể thấy được là nó đã có dấu hiệu rút chân từ cái vùng 1096 thậm chí là lên đến vùng 1114, sau đó lại tiếp tục giảm. Đây là khối trên khung H1 các bạn nhé. Và hiện tại nó đang đóng ở trên là 1101.1. Thì các bạn có thể thấy là giống như cái bản tin chứng khoán là ngày hôm qua giá ITP có chia sẻ với các bạn ấy. Thì hiện tại VN Index cũng đang có những cái vùng hỗ trợ ở cái vùng 1100. Tuy nhiên thì đây không phải là những cái vùng hỗ trợ mạnh của thị trường, mà những vùng hỗ trợ mạnh của thị trường đó chính là 1076 và 1088. Đây là hai cái vùng mà các bạn có thể thấy được là hai cái dao găm của Ichimoku Thịnh Pháp. Khi mà hai dao găm này nó đang xa nhau thì nó cần tích lũy trở lại quanh cái vùng này, và ở giữa thì chúng ta có một cái dao găm hỗ trợ trong cái khung tuần ở cái vùng là 1084.45, đúng không ạ? Thì khi mà thị trường nó sẽ đi xuống, như trong cái cơ hội thì nếu thị trường nó đi xuống, càng đi xuống ở xuống phía dưới này thì các bạn sẽ thấy là cái cơ hội của hai cái dao găm này nó sẽ phục hồi lại và nó sẽ tích lũy trở lại nhanh hơn. Và hiện tại thì có một điều đó là gì, dao găm 129 vẫn chưa đi xuống các bạn, đó, chưa đi xuống, và dao găm 65 là đi lên, và hai ông này sẽ phải hợp bích lại với nhau và đi lên. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ thấy được là những cái thời điểm mà chúng ta đang chờ mua trong tuần này đó là 1076, 1088. Các bạn cũng nên nhớ rằng 1076 cũng là đáy của tuần tuần cách đây 2 tuần các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể xem lại là đây ITV sẽ chia sẻ với các bạn. Tức là các bạn sẽ thấy cái đáy ở đấy là 1076 này, 1075 này. Thì chúng ta chỉ cần có những cái cú nhúng về xác định được cái xu hướng về 1076 đến 1088 thì cái khách sạn Ichimoku Thịnh Phát nó vẫn đang tiếp tục giữ nguyên khi mà nó vẫn có hút giá về 1137 ở phía trên các bạn nha. Đấy. Khách sạn này, con số này các bạn nhìn sang con số ở đây này, nó vẫn còn là 1137, 1138 đấy. Đó. Khách sạn sẽ hút giá về đó. Cho nên các bạn sẽ thấy là những cái cơ hội rất lớn để chúng ta tham gia thị trường khi mà những nhà đầu tư khá hoang mang về về những cái thông tin các cái cổ phiếu VIN bị kiện ở bên Mỹ, tức là các cái cổ phiếu VinFast bị cuộc điều tra đấy, cũng điều tra rồi mới kiện được các bạn. Nhưng mà rồi là những cái thông tin về vụ ngân hàng, kết quả điều tra, kết luận điều tra của người về ngân hàng SCB và Vạn Thịnh Phát.
được được công bố, thì các bạn sẽ thấy tạo ra cho các nhà đầu tư vừa mua xong thì khá khá hoang mang và có thể tạo ra một cái lực bán. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là khi mà để mình xem lại là trong ngắn hạn trong ngày hôm nay thì nó sẽ ở diễn biến tình trạng như thế nào các bạn nhé. Như các bạn đã biết thì sau khi mà đã có một cái gọi là đà phục hồi ấy, thì các bạn sẽ thấy là có những thời điểm 15 phút trước ATC thì đã có những thời điểm nó phục hồi lên đến cái vùng 1106, tức là 10 điểm từ cái vùng 1096 các bạn. Đúng không ạ? 1096 thì phục hồi lên đến cái vùng 1006. Tuy nhiên nó lại tiếp tục bị bán ở phiên ATC ở cái và đóng nền ở cái vùng 1110. Thì các bạn có thể thấy đấy là một cái xu hướng của thị trường trong ngắn hạn, thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ có những cái xu hướng quay trở lại. Hiện tại thì trong khung 15 phút thì cái xu hướng của hai cái kiếm này nó đang hợp bích lại với nhau, hai cái dao găm này đang hợp bích lại với nhau, thì các bạn có thể thấy được là vào những thời điểm này thì có thể có những cái điểm phục hồi về quanh cái vùng 1104 thôi. Cho nên các bạn sẽ thấy được là nó 1104 thì nó đang kéo dài cho chúng ta là khoảng bao lâu các bạn. Tức là trong ngày hôm nay thì nó sẽ có những cái pha zig zag. Thật ra thì cái khách sạn ở trong khu 15 phút nó cũng đã phá vỡ mất rồi. Nó khó phục hồi về 1107.9 cho đến 1112.5. Và nếu nó có nếu có giảm nữa thì giá TP cũng không quá bất ngờ về mặt thị trường, đó là có một cái sự hoảng loạn. Tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy được là về mặt thị trường, nếu mà có cái sự hoảng loạn mà bán hàng trong những cái giờ tới ấy, thì các bạn sẽ thấy là còn nó, chúng ta yên tâm rằng là chúng ta có những cái vùng hỗ trợ ở 1076, 1088 các bạn nhé. Các bạn không phải quá lo lắng, và thậm chí GITP chia sẻ với các bạn rằng là đó là đây là những cái cơ hội để chúng ta tham gia ở trên thị trường. Bởi vì cái khách sạn trong khung ngày hỗ trợ của VN-Index vẫn đang nằm ở 1076.38. Cho nên các bạn yên tâm rằng là ở những cái vùng này có càng chỉnh mạnh thì chúng ta hãy mua mạnh, không không phải quá lo sợ các bạn nhá. Chỉnh mạnh, mua mạnh, thậm chí mua full cổ phiếu, đây là cái cơ hội điều chỉnh của chúng ta. Trước đó GITP cũng đã chia sẻ với các quý anh chị lỡ chốt lời xong quý anh chị hỏi là GITP có sự điều chỉnh nào nữa không, GITP bảo sẽ có sự điều chỉnh. Đấy. Và những ngày GITP trước đó cũng đã thám minh cho các bạn là cuối tháng 11, đó là cái cơ hội lớn cho các bạn mua gia tăng full tỷ trọng và nắm giữ, thì có thể cái cơ hội đó sẽ đến ở trong tuần này các bạn. Nếu các bạn sẽ thấy được là nó sẽ có quay trở lại với chúng ta khi mà thị trường của chúng ta sẽ có những cái vùng hỗ trợ ở 1076, 1088, đó là cơ hội chúng ta mua và nắm giữ, và nó sẽ quay trở lại cái vùng nào các bạn. Ôi chết. Các bạn mua và nắm giữ thì các bạn sẽ có cái cơ hội của thị trường, nó sẽ quay trở lại cái vùng 1205, 1250, và các bạn sẽ thấy là cơ hội đó mới là cơ hội thực sự của chúng ta đầu tư trong những tháng cuối năm 2023, 2024 đến các bạn nhé. Cái đây không phải chúng ta lo lắng mà chúng ta mua cái sự sợ hãi của người khác. Và thị trường chứng khoán phái sinh thì các bạn có thể thấy được là sau khi mình chia sẻ với các bạn những cái vùng short ở phía trên 1050, 1052 này ấy, thì các bạn đã thấy là về mặt phái sinh thì họ nó cũng đã về đến những cái vùng là 1095 rồi. Đấy. Thì các bạn có thể thấy là phái sinh nhá, nếu so với VN-Index
Để mình zoom lên cho các bạn thấy là VN-Index chưa về đến cái vùng khách sạn, nhưng phải sinh là về đến vùng khách sạn rồi. Về trước rồi các Đấy, phải sinh đã về đến trước cái vùng khách sạn rồi các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có cái quá trình tích lũy ở xung quanh vùng này và đi lên qua quanh cái vùng mấy này các bạn. Đây là một những cái lệnh mà dưới ITV chia sẻ các bạn cơ hội chờ Big Long. Thì các bạn có thể thấy trong khung ngắn hạn H1 thì phái sinh cũng đã về những cái vùng hỗ trợ của giao găm và có xu hướng bật tăng. Thì các bạn có thể thấy là có những cái cơ hội khi mà về đến đấy thì hai cái giáo này sẽ tích lũy trở lại và nó sẽ đi lên theo cái hướng bên này. Đấy. Cho nên chúng ta cũng đang chờ đợi những cái cơ hội ở phái sinh, ví dụ như là 1086 đến 1090. Đó là những cái vùng mà chúng ta sẽ có những cái cơ hội đi tham gia dài hơn trong một cái cuộc big long các bạn nhé. Và các bạn cũng có thể thấy là khi mà thị trường nó về 1095 thì có rất nhiều nhà đầu tư cũng đã tham gia vào khối lượng của long lệnh long lần này các bạn nhé. Nhìn đây các bạn nhé. Đấy. Bắt đầu tham gia rồi đó các bạn. Nhưng mà dưới ITV thì chưa tham gia, dưới ITV vẫn chờ những cái vùng dưới thấp hơn để dưới ITV tham gia. Bây giờ ITV nhìn thấy ở những cái vùng 1086 cho đến 1090. Đó mới là những cái cơ hội dưới ITV. Nó cũng gần rồi các bạn. Có thể hụt nhưng mà dưới ITV thì đang rải sẵn ở những cái lệnh ở bên dưới thôi. Cho nên chờ đợi thôi. Cho nên các bạn là nếu có thì dưới ITV sẽ mua. Còn nếu không có thì không lo các bạn. Đấy, sẽ tìm cơ hội khác. Còn không thiếu cơ hội. Còn mình đã sử dụng chiến lược là sử dụng giao găm thì mình sẽ tuân thủ với cái tín hiệu và chiến lược của mình đưa ra các bạn nhé. Và bây giờ thì ITV cũng sẽ phân tích mà lại một số cái cổ phiếu ngân hàng có liên quan đến thị trường trong những cái thị trường ngân hàng các bạn nhé. Đấy, ví dụ như chúng ta sẽ có một cái số cổ phiếu sợ nhất là bán nhầm, giống như STB, SCB không liên quan đến STB các bạn nhé. Thì chúng ta sử dụng quá góc nhìn là Ichimoku Thịnh Phát đó các bạn. Cổ phiếu ngân hàng STB thì cũng đã bắt đầu hành trình đi về cái vùng hỗ trợ của khách sạn Ichimoku Thịnh Phát ở vùng 28.63. Đây là những cái vùng hỗ trợ của STB. Thì nếu STB có những cái vùng giá này, các bạn có cái cơ hội tham gia ở quanh cái vùng 28.63, và một phần còn lại thì các bạn chờ chờ quanh cái vùng hỗ trợ ở cái vùng 28.63, 28.4 các bạn. Đấy, đây là những cái vùng các bạn có thể tham gia cổ phiếu STB trong thời gian này, và nó sẽ tích lũy trở lại và nó cũng sẽ đi lên với những cái xu hướng và quay trở lại những cái vùng 34 các bạn, 33.634 các bạn nhé. Ít nhất là như vậy. Hay chúng ta sẽ quay trở lại với một số cổ phiếu bất động sản như Novaland, ngân hàng thì chúng ta đi qua zone ACB. Đấy, chúng ta sẽ đi tới một số nhóm cổ phiếu ngân hàng các bạn. Thì cổ phiếu ACB trong thời gian vừa qua thì các bạn có thể thấy là nó đã quay trở lại cái lớp ghép, cái vùng ghép này các bạn. Thì hiện tại nó đang có cái vùng hỗ trợ ở quanh cái vùng 22.4. Đấy, thậm chí đang là 22.22.4 là những cái vùng mà các bạn có thể tham gia mua gom cái cổ phiếu ACB các bạn nhé. 22 đến 22.5 đi. Đó là những thời điểm mà các bạn có thể mua gom cổ phiếu ACB trong một cái xu hướng tăng mới quay trở lại cái vùng đỉnh ít nhất là 24. Thậm chí là những góc nhìn xa hơn của dự án TV thì nó sẽ đi lên những cái vùng cao hơn. Đó là vùng 30 các bạn. Rồi các cái cổ phiếu ngân hàng thì đến VP Bank.
Cổ phiếu ngân hàng PVBank thì hiện tại thì đang có vùng hỗ trợ khá mạnh ở cái vùng tại thời điểm hiện tại 19.55, và hiện tại thì các bạn có thể thấy được là cổ phiếu này đang loanh quanh cái vùng hỗ trợ là quanh vùng 19 và 18.22. Đây là những vùng mà nếu có rung lắc thì các bạn phải có cái cơ hội để các bạn mua gia tăng, bởi vì trong khung trung hạn thì các bạn sẽ thấy được là sau những cái đà tăng thì bây giờ các bạn mua những cổ phiếu ngân hàng các bạn phải nắm giữ dài hơn các bạn nhé. Đấy, cổ phiếu mình chuyển sang một cái cổ phiếu mà các bạn sẽ thấy được là của nhóm ngành xây dựng. Đấy, thì các bạn có thể thấy là cổ phiếu của Techcom thì CTD thì cũng đã có một cái lực mua lớn. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là cổ phiếu của CTD thì hiện tại đang 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 có cái vùng hỗ trợ ở vùng 56.7 cho đến 57. Đấy, đó mới là vùng hỗ trợ của cổ phiếu của Techcom. Thì nếu có xuống được những cái vùng này thì các bạn nên, đây là những cái vùng mà các bạn có thể mua và mở mua mới hay là gia tăng tỷ trọng các bạn nhá. Đấy, cổ phiếu CTD. Đây là cặp dao găm khá phẳng các bạn này. Đấy, trong H1 thì các bạn mua thì các bạn phải chờ đợi những cái pha biến động, thì các bạn có thể thấy là chờ mua ở những cái vùng này nó khá an toàn hơn đấy, rất là nhiều các bạn. Và chỉ cần nó mất cái vùng 61.75 thì nó sẽ về đến cái vùng 57 của các bạn. CTD thì chúng ta sẽ xem VCG luôn à. Cổ phiếu của về VCG thì đang có vùng hỗ trợ ở vùng 21.5 và 22.7. Đó là cái cơ hội của các bạn tham gia ở phía dưới các bạn nha. Đấy, cổ phiếu HSG. HSG thì đang được hỗ trợ bởi mấy khá tốt. Tuy nhiên rằng là nếu có vùng giá 19.2, 20 thì đó mới là cơ hội mua của cổ phiếu HSG các bạn nhé. Và mục tiêu của cổ phiếu HSG cũng là sẽ chinh phục cái vùng đỉnh 24 một lần nữa các bạn. Cổ phiếu NKG. NKG thì chúng ta cũng có cái vùng hỗ trợ là 19 cho đến 20.3. Đó là những vùng mà khi cổ phiếu NKG sẽ có biến động ở trong trong thời điểm này là khoảng đến ngày thứ ba thứ tư sẽ có những cái biến động, có cái biến động mạnh hơn ở cổ phiếu NKG. Thì chúng ta cũng sẽ xem lại là những cái điểm mua ở quanh 20.3, 19 đến 20.3 các bạn nhé. Hay cổ phiếu HPG của nhóm ngành thép. Cổ phiếu của nhóm ngành thép thì đang có hỗ trợ ở vùng mua ở cái vùng quanh cái vùng 25 đến 25.2 các bạn. 25.4, 25 đến 25.4 thì đó là những cái cơ hội để chúng ta mua cổ phiếu HPG. Đấy. Và các bạn cũng đã thấy là sau khi tiệm cận quanh cái vùng gần 28 thì nó sẽ gặp cái dao găm ở khung tuần, và nó cũng đã gặp những cái áp lực bán hàng các bạn. Các bạn canh cái vùng 25 đến 25.4 các bạn nhé. Rồi chúng ta quay trở lại với một số cổ phiếu mà chứng khoán. Đây là một cái cảnh báo cho các bạn về cái cổ phiếu mà FTS. Thì các bạn có thể thấy là chỉ số PXPC Index đang tạo làm cho mọi người hứng phấn khá cao, và nó có thể được. Lần trước thì dưới ITV đã chia sẻ thì với các bạn thì nó cũng đã về những cái vùng gọi là quanh cái vùng 29 và 32 trước đó, và nó cũng đã tạo những cái đà và tăng đi lên. Tuy nhiên những cái hỗ trợ của cái cổ phiếu FTS nó sẽ nằm ở cái vùng 37 cho đến 38.45 các bạn nhé. 37 cho đến 38.45. Đấy.
Hay là cổ phiếu BSI. BSI thì có một cái cổ phiếu khá mạnh và nó sẽ có những cái vùng hỗ trợ ở vùng hiện tại là đang là 40 hạ 41.9 các bạn. Nhưng mà giá thì thấy rằng là những cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này cho nằm ở vùng 35 đến 36.85. Đấy. Có thể nó không về không mua các bạn. Không phải quá lo lắng đâu các bạn. Nhưng mà chỉ số hưng phấn của những cái cổ phiếu này đang được kéo lên khá cao, nhưng đây là một cái tình trạng là kéo lên để xả ra các bạn. Còn cổ phiếu như SSI thì cũng đang ở tình trạng hưng phấn nhưng mà cũng đã có chiều hướng giảm nhiều hơn. Đấy, cũng đã bắt đầu về những cái vùng hỗ trợ quanh cái 31.3. Thì các bạn sẽ thấy là những cái điểm mua của chúng ta trong cái thời điểm này thì cổ phiếu SSI có thể có giá là 29.3 đến 29.9. Đó là những cái vùng mà các bạn có thể tham gia mua các bạn nhé. SHS. Cổ phiếu SSS thì chúng ta chờ đợi những cái cơ hội ở quanh cái vùng gọi là 15.75 cho đến 16.45 thì chúng ta sẽ tham gia một cái nhịp nhịp mua mới các bạn. Đấy. 15.45 đến 16.45 biến độ nó lớn hơn tí xíu. Hay cổ phiếu VAX. Cổ phiếu VAX cũng giống như cổ phiếu BSI và FTS cũng đang kéo lên khá mạnh. Tuy nhiên chúng ta mình vẫn giữ quan điểm là chúng ta sẽ chờ mua cổ phiếu BSI ở những cái vùng gọi là hỗ trợ 10 14.5 cho đến cái vùng là 15.3. Đó mới là những cái vùng mà chúng ta chờ mua các bạn. Cổ phiếu của nhóm ngành điện. Cổ phiếu GEX cũng tương tự thì chia sẻ với các bạn rằng là cổ phiếu GEX nó có cái vùng 19.85 20 thì đó mới là những cái vùng chúng ta tham gia cổ phiếu GEX cho một cái đà tăng dài các bạn nhé. Cổ phiếu đất xanh. Đất xanh đang có những cái vùng hỗ trợ ở 19.25 đó các bạn. Cho nên là đất xanh còn có cái cơ hội nó sẽ có những cái điểm mua thu gom mạnh hơn, phun thị trọng ở cái vùng quanh cái vùng 18 cho đến 18.3. Đấy. Hay cổ phiếu DIG. Không, sau khi kéo mạnh lên thì các bạn có thể thấy là cổ phiếu DIG cũng đang có những cái vùng hỗ trợ ở quanh cái vùng 22.8 đến 23. Đây là những cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu DIG các bạn nhé. Và các bạn có thể thấy được là cổ phiếu DIG thì nó đang có những cái cơ hội vượt qua những cái kháng cự 25.2 và các bạn sẽ thấy nó sẽ tích lũy trở lại và có cái cơ hội cho chúng ta tham gia một cái nhịp rất là mạnh. Nếu có những cái cơ hội nó điều chỉnh về cái vùng quanh cái vùng 24.55 24.5 thì cũng là một cái cơ hội cho chúng ta tham gia trong cái thị trường trong tuần này các bạn, cũng không không lệch nhau nhiều nữa đâu. Và vừa rồi thì dưới ITV có giới thiệu với các bạn một số cổ phiếu về các cái nhóm ngành banh, chứng, thép, bất động sản và hy vọng rằng sẽ nhận được những cái cơ hội để chúng ta đồng hành cùng với nhau trên thị trường chứng khoán. Và hy vọng rằng là nếu các bạn có những cái cơ hội nào cầm mã cổ cần đầu tư cổ phiếu nào, các bạn hãy comment hoặc là kết bạn Zalo với dưới ITV qua số điện thoại là 0708 245 247 để liên lạc với dưới ITV và để chúng ta có cái cơ hội đồng hành cùng với nhau trên thị trường chứng khoán. Và các bạn có thể thấy là nếu các bạn đang gặp khó khăn hay là các bạn chưa biết
đồng hành cùng ai thì chúng ta sẽ bằng cách là mở tài khoản hay chuyển tài khoản, chuyển ID về đến team SSI là ở ID là 2606 2554, và ở team VPS là BHR2 và Q342. Một lần nữa xin chúc các bạn có một cái tuần mới giao dịch thành công, và chúng ta chờ đợi cái cơ hội mua full tỷ trọng ở cái vùng 1076 1084, và đây là những cái cơ hội mà của tốt nhất trong năm 2023 để chúng ta chuẩn bị cho một cái VN Index tăng lên 1205 1250. Và xin chúc các bạn có một tuần mới giao dịch hiệu quả và thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video này, hy vọng sẽ nhận được những cái trái tim màu tím, những cái lượt comment của các bạn sau khi xem video này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.